giảm 10kg chỉ trong vòng 15 ngày. Khó tin đúng không các bạn? Hãy cùng tìm hiểu phóng sự sau để biết được bí mật của sự giảm cân thần tốc này. Bạn Dương Phạm, 32 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Do thói quen ăn uống chưa đúng cách và ít vận động từ bé mà Dương đã thừa cân từ năm học lớp 3. Đến hiện tại, cân nặng đã đạt 109kg với chiều cao 1m60 thì chỉ số BMI 42,6 được xếp vào nhóm béo phì bệnh lý. Dương chia sẻ, mình thấy rất nặng nề và nhanh mệt khi đi lại, lao động hoặc chơi thể thao. Bạn cũng đã thử qua nhiều phương pháp giảm cân nhưng không đạt được hiệu quả. Được sự ủng hộ của gia đình, Dương Phạm đã quyết định lựa chọn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để điều trị bệnh béo phì. Phương pháp này hoàn toàn có thể lấy đi cả 100 cân, cùng với những người rất là béo. Thế giới người ta đã làm với những người 400-500kg. Có những người là họ giảm đi tới khoảng một nửa. Thì cũng có một ca con bạn của cháu là thành công ở đây rồi, nên là cháu rất là tin tưởng. Bạn ấy giảm bao nhiêu cân? Bạn ấy khởi điểm là 150 cân, bây giờ đã giảm 50 cân. Thì cái khẩu vấn ăn và cái lượng nó gọi thì bao giờ cũng muốn gấp đôi hay là gấp ba rồi khác. Theo một số ước tính toàn cầu gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2016, hơn 1,9 tỷ người lớn từ 18 tuổi trở lên bị thừa cân. Trong số này, hơn 650 triệu người lớn bị béo phì. Béo phì là một yếu tố nguy cơ chính đối với một số bệnh như tim mạch, tiểu đường, rối loạn cơ xương và một số bệnh ung thư. Tỷ lệ mắc các bệnh này tăng theo độ tuổi với mức độ nghiêm trọng và thời gian béo phì. Phẫu thuật nội soi thu nhỏ dạ dày hình ống được chỉ định với người từ trên 18 đến dưới 60 tuổi. Mục tiêu của phương pháp thu nhỏ dạ dày không chỉ giúp cho dạ dày nhỏ lại mà quan trọng nhất là loại bỏ được vùng phình vị lớn, nơi có tế bào tiết ra hút mần gây đói và thèm ăn. Bệnh nhân sau thực hiện sẽ nhanh chóng đạt được cảm giác no, thỏa mãn với một lượng thức ăn chỉ bằng 20% khối lượng ban đầu, bệnh nhân không còn đòi hỏi phải ăn quá nhiều như trước. Khi không còn bị đói nữa, bạn hoàn toàn có khả năng chủ động điều chỉnh được khối lượng cơ thể theo mong muốn. Đây là điều lý tưởng mà không một phương pháp giảm cân nào có thể mang lại cho bạn. Phương pháp thu nhỏ dạ dày được Hiệp hội Giảm cân Hoa Kỳ chứng nhận là phương pháp giảm cân hiệu quả, an toàn và bền vững nhất hiện nay. Bệnh nhân trải qua phương pháp điều trị này chỉ nằm tại viện trong 4-5 ngày. Sau thực hiện, bệnh nhân sẽ bắt đầu giảm cân nhanh chóng. Kết quả các bệnh nhân được ghi nhận rất khả quan cả trong ngắn hạn và dài hạn. Lượng cân nặng giảm đi phụ thuộc vào mức độ tuân thủ chỉ dẫn từ bác sĩ. Theo giáo sư Tuấn, một tuần đầu sẽ giảm 3-5kg, sau 3-6 tháng giảm 15-30kg tùy cơ địa và sẽ tiếp tục giảm nếu kết hợp chế độ ăn uống khoa học và tập luyện thể dục thể thao, giảm 60-80% trọng lượng dư thừa của cơ thể chỉ sau 6-18 tháng. Chưa tiếp xúc thì mổ thì có vẻ hơi lo lắng thôi, nhưng mà nếu mà mổ này thì khác gì đi nghỉ dưỡng đâu. Hôm đầu thì em ngủ dậy thì nó hơi bị nhói đây này, với cả mình chưa trung tiện nên là nó hơi bị đầy hơi thì nó cảm giác khó chịu thôi, nhưng mà sau rồi làm rồi thì thấy bây giờ thấy bình thường, mà trung tiện xong thì người nó nhẹ nhàng thoải mái hơn. Thấy tự nhiên thấy vòng bụng của mình nó đã giảm đi một chút rồi. Cảm giác thế, tại vì trước khi mổ thì tránh kéo cỡ 4 này chỉ gài được 1 khuy thôi, bây giờ cũng gài được 2-3 khuy. Hôm thì em có cảm nhận gì về cái cuộc mổ, cuộc mổ thì đau đớn? Sau mổ thì em không cảm thấy đau gì. Như kiểu mình chưa mổ, em thấy mọi người cũng tận tình, tức là từng ly từng tí một, mà mình cũng không
nếu mà kể cả mình không có người nhà thì mọi người vẫn giúp đỡ hết tất cả, cứ là mình không phải xoay sở cái gì, tức là mọi thứ nó rất là tiện lợi. Em cũng thấy hài lòng. Dạ vâng, em thấy ok, hài lòng. Chưa mổ thì sợ, nhưng còn đi mổ rồi thì em thấy đây cũng nghỉ dưỡng, chả đau gì. Chúc em mạnh khỏe. Sau phẫu thuật 15 ngày, chúng tôi đã liên lạc với Dương và được biết sức khỏe của bạn ấy hoàn toàn bình thường, cân nặng đã giảm được 10kg. Đây là lựa chọn của Dương, còn bạn thì sao?